Đấy, ông em đang ra đồ. Và xuống tôi thả thính hộ. Thả thính hộ xong tôi về đấy. Không đéo việc gì đâu, nó phải bị xước ở đây là nó gấp. Đấy, cắm ô này hợp lý rồi. Ngồi đây mát. Này sóng to lắm. Có kiếm đâu không? Xuống đâu? Đẹp ha, anh đâu loại em mà anh chụp này. Tốn cái gì? Đấy, mất cái đằng sau à. Mất cái dây đây rồi à? Không mang ấy được buộc. Đánh đầu đỏ, đánh được đầu đỏ này nó to dễ đánh mà. Không thấy đít à? Không đít đâu. Không đít. Đít vứt đâu, không thấy thì lắp tạm này đi. Lắp lấy cái gì mà mọ mà. À ừ nhá. Cụ đâu nhỉ? Vứt cụ đít đi rồi. Thôi ăn lồn mà. Đây có tấm này không? Này vứt đít đi rồi. Con vứt mẹ anh nhỉ. Đây này. Anh à. Vứt đi gì mà cứ để đấy. Chết nặng, bó sư. Đỏ nó dễ nhìn. Đây, em ra cần đi. Đây. Cụt thẳng cái cau lùn này. Thẳng. Ngồi đây ghế đấy thẳng ra. Ngồi đi. Cano. Lên lửa đi. Lửa. Rồi ok tầm đấy. Chắc tầm đấy. Nó phải tầm đấy. Cứ thử đi, nếu mà nó cao hơn thì mình dích xuống việc cái gì đâu. Thẳng cái cây cau béo ấy, cây cau béo giữa đấy, lùn nhất đấy. Đéo thì cuốn vào cao thế. Rũ rũ cho qua hạt chặn này. Rồi. Rồi ok. Khóa máy bớt một tí nữa cho nó đỡ kêu tạch tạch. Cây cau lùn nhất đấy. Lùn nhất ở cái chỗ thẳng cái ô xanh kia kìa, nhìn ra là có cái ô xanh nhé. Đấy. Ờ, cái cây béo nhất đấy. Béo nhất, to nhất, lùn nhất đấy. Thôi, bỏ đây để anh ra. Căn đầu rồi. Cái dừa béo cạnh nhà đây à? Không, béo vừa thôi. Thùng má này. Cạnh cái nhà đấy. Đấy rồi. Nó căn thế cũng được. Mỗi lần ném xong chạy ra tít lên đây ngó. Cái này nó căn đây đeo căn. Cái nào? Cái này đây nó thẳng cái cột bóng đèn kia ra luôn, buổi tối này nó có đèn luôn. Chứ gì nữa. Đây, em ở đây vừa phát là nó thẳng luôn cái cột thu phát sóng đúng không? Đến tối này nó có đèn luôn, em nhìn luôn, chuẩn luôn. Mang qua đây. Cái đó. Cái đấy. Cắm mẹ mày lên cái chuối. Lệch à? Bên này mà. Đấy, chỗ đấy đúng rồi.
cái đầu nó thẳng đấy được. Cắm mẹ vào cái chuối kìa. Được rồi. Ngả ra ngoài tí. Rồi. Chuẩn. Đấy. Căn ổ thẳng. Ôi. Từ đây thẳng đến cái đầu phao, thẳng cái ngọn đây căn chéo. Rồi, vừa thả thính cho cô em xong rồi tôi đi về. Đấy.